Hôm nay thì em nấu cái món là cá hấp tàu hủ kia. Bây giờ em thành phần của em là có một con cá đây đó. Em đi chợ về em mua một con cá này đó, về em hấp tàu hủ kia, cá hấp tàu hủ kia. Ok, bây giờ thành phần làm mấy anh là mình có đậu tương 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 hột mà nó gọi là fermented soybean. Ok, còn đây là đậu hũ kỳ. This is the one I cook with it, so they have the name in here. Ok, and then mình có hành, gừng, củ hành trắng, củ hành đỏ và tỏi, tiêu. Ok. We have is onion, ginger, like onion, this kind of onion too, and then like the garlic pepper. Okay, now I have to cut them and then mince for them and then let's cook later. Okay, thì bây giờ mình cắt những cái thành phần này ra, mình xắt mỏng ra để chút mình ướp vô cho nó thấm. Tất cả mình mầm nhuyễn ra. When we cut the ginger, we can slide them. Okay, they thin like this. Okay. Còn this is garlic. We chop them. Tầm tỏi ra luôn. Mình băm tỏi nè. Mình xắt củ hành. Almost done. We put on the top. Okay. Đây là chili hot. Mình cũng cắt nó mỏng nhỏ ra luôn để mình bỏ lên. Tại vì cá nó có mùi tanh. Okay, now we start to put everything in here. First, we cut the fish. Thân nước lên cá này, cá gì mà nó bự này. Okay, and then we take some napkin, we clean it cho nó khô. Tay cho sạch rồi mình ướp. Đó, bây giờ là bột nêm rau cải. Okay, this is the vegetable powder. Đó, mình bỏ nó lên. Đó. À, đây là sugar, đây là đường. Mình ướp nó vô, mình bỏ đường vô.
Cho nó thấm. Mình lật ra, mình mở bên đây luôn. Mình ướp, mình để cho nó thấm rồi mình mới khắp. Giờ không biết có cái nồi nào để khắp nó vừa không đây. Dài quá. Còn đây là, đây là tương hột. Ok. Mình múc tương hột ra. Mình ướp vô tương hột này nó có độ mặn rồi. Con cá này mình làm khoảng half the water of soybean, black soybean. Nào mình bỏ tỏi vô nè. Tỏi vô. Tỏi củ hành. Củ hành nhỏ, mình bỏ tỏi củ hành nhỏ vô. Mình ướp đó. Mình xay nó qua. Mình xay nó lại cho nó thấm. Gừng. Hành mình ướp vô cho nó thấm luôn. Gừng thì mình để lên lớp mặt thôi. Bỏ miếng ớt vô. Mình ướp này vô cho nó thấm con cá nè. Hột này lên trên. Mình ướp mình để khoảng nửa tiếng rồi mình hấp nó mới thấm nó mới ngon cá. Bây giờ gừng mình để sắp nó lên. Gừng ớt mình để nó lên này. Còn cái này tàu hủ kia mình bỏ nó đây rồi, mình bỏ nó sau, mình không có bỏ nó bây giờ, mình để cho cá nó thấm đó. Đây bây giờ em đã ướp xong rồi nè đó. Em ướp xong rồi, bây giờ mình để khoảng nửa tiếng rồi mình hấp rồi mình ăn đi bánh tráng. Ok đó. Hay. Đó, nhìn thấy hấp dẫn chưa? Đó. Không còn tanh cái nữa nha. Nó em bỏ hành gừng đồ vô đó. Đó. Đó, bây giờ không còn tanh cá. Cái này mình hấp là cá hấp tàu hủ kia với tương hột. Là cái món này của em làm. Đó. Ăn rất là ngon. Đây là cá hấp đây. Chào cả nhà. Tôi mời. Hello, xin chào cả nhà. Cả nhà mời hôm nay là mình làm cá hấp đây, rồi mời cả nhà ăn cá hấp với hai chị em của Đen nha. Hôm nay là cái thằng Mỹ Trắng nó đi làm, nó chịu về sớm, giờ bắt Mỹ Đen ăn. Ăn chứ. Đó, Mỹ Trắng nó không chịu về ăn, nó đi làm, giờ bắt Mỹ Đen ăn. Mời bà con dùng cá hấp. Rồi, ăn đi Tùng. Nhúng bánh tráng, cái dĩa vô để vô cuốc. Vậy để lên đây. Đó, này nó múc nước mắm nè. Rồi. Ui trời ơi, chết rồi. Chết rồi, xin mời nha. Có ai có tham gia gì không nhớ nhắn tin nha. Rồi, sẵn tay nó để cho em múc xin một like nha. Để em múc có động lực kiếm những bà chị kiếm những món khác đưa lên cho mọi người coi. Để chị những món nước mắm cho nè. Nước mắm của chị. Đó. Bữa nay là
thằng Mỹ Trắng nó có ở nhà. Giờ ăn với Mỹ Đen. Mời ông bà cô chú ăn cá hấp. Đó, nguyên một con cá chà bá luôn nè. Ghê ông Tùng. Ta nhìn thấy nó sợ giống cho chị Nguyễn. Dùng thấy nhìn thấy cá nó ghé luôn. Giờ ông cá cái mắt hồn. Thôi kệ đi. Ăn thà chị em mình ăn phải ăn được nhiều ăn. Còn nhiều ông anh tôi không đi vậy, bây giờ tôi phải ngồi đây nè. Đó, đó, đây là một cái nói là nói chung là hình phạt. Ăn là biết sự tra tấn. Ăn đi tự nhiên ra vậy. Em lấy gì? Kiếm được đựng xương chứ. Anh chị lấy chắc. Ngồi đi, chị lấy đựng xương chứ. Vậy để xương lại nấu cháo ăn. Ngon lắm ấy. Hồi chưa cho Dũng hai con mắt. Ừ? Anh thích con mắt. Phải không? Ừ. Anh thích con mắt. Chị ở hai mắt. Đợi cái đôi mắt cho ông ăn đi. Chín trong trời. Ở đây là ngon quá cả nhà rồi. Ngồi cả nhà ăn. Ngon rồi. Nó không có tâm hả? Chị ướp gừng. Ồ, ướp với gừng hả? Cái này là gì biết không? Tàu phi. Người ta hấp mèo luôn á. Nhưng mà chị hấp tàu phi. Ừ, bỏ tổ kia vô đâu quá mà. Ừ. Độc lạ chứ. Ừ. Mới nói. Đó, mời cả nhà. Cái rau này nó non, chị lặt vậy luôn nè. Chị không có lặt dụng dụng ra chứ. Rồi bỏ cọng hành vô nha bà con. Độc lạ chứ. Hành nè. Dì leo ra từng. Có rồi, có dì leo rồi. Vừa mấy cái hành này ra mình mấy cái đường dẻ. Rồi, vừa gần chi bỏ vô đây dài không nữa. À, ngon lắm cả nhà ơi. Thịt cắn phiếu luôn nè ha. Ngon hả? Rồi, mời cả nhà. Thịt cắn phiếu. Con cá này cứ bằng cá gì chị cũng biết tên nó luôn nha. Biết luôn đó. Giờ dạ, biết chắc liền luôn. Ăn đại đi. Giống cá sủ. Trời ơi. À, nó quái không? Nó giống vậy thôi. Nó kia giờ với cái mặt nó đâu giống. Nói thấy này có tư hột cái này, nó nằm ở dưới rồi. Không thấy. Ờ, tư hột. Ừ. Cái này trứng à đâu? Nó trứng nữa. Cá này có trứng. Cá này cá biển nữa. Cá biển hả? Nó nước mặn hả? Cái nước mặn. Anh Dũng hứa là đi về để tham gia mà cá hấp mà anh Dũng là thất hứa. Đó. Cho nên giờ cho anh Dũng nhìn cho hai chị em mình ăn. Ừ. Đó nha, ngon. Quá ngon cả nhà ơi. Ừ. Ăn phần nó thêm không? Chưa cài. Chưa cài. Ngon. Ăn ớt lắm không chết. Cái hũ ớt mà nghe đây hả? Ờ, em muốn ăn ớt này hả? Ừ. Bỏ nước mắm thôi. Rồi mẹ. Ăn hết luôn. Cay lắm Tùng ơi. Ăn nhiều quá cay. Bệnh. Chị định làm mắm nêm trắng mà thôi. Không ăn mắm nêm nữa. Lâu lâu ăn mắm. Mắm nêm ăn nhiều quá bệnh chắc ha. Ngon quá cả nhà ơi. Cả nhà làm cá hấp này ăn nha. Con cá này nó cũng rẻ, nó có 4 đồng mấy con bao rồi à Du. Ngộ đó. Nó không biết phải không, nó nhìn giá có làm được rồi. Cá này là 44 4 đồng mấy con bao đó. Anh biết rồi.
không biết phải không nữa, chị cứ hay là chị nhìn lộn. Cái này mà 4 đồng mấy không hao là quá rẻ. Chứ thường thường mấy cái đĩa chứ là 4 đồng mấy không hao. Ai biết rồi, nhìn có phải vậy không, ai biết. Ngon. Nó bụng thời khác rồi, không có ăn. Không phải không? Chuyến xe dùng đâu nha. Không thì ở giữa. Phải đúng không? Cho nó miếng một giữa. Không có ăn. Ồ, hàng kia nhịn đói tới giờ luôn hả? Ừ. Gớm thiệt. Nhịn đói đi ăn ăn cá chứ, ăn no chiều sao ăn cá. Mấy người thấy bà chị tôi chưa? Không, những người đây hết là vậy không đó. Đó. Những người sao mập là vậy đó. Đây em là phải dùng ăn những món ngon người ta ăn nhiều, những món không ngon người ta ít. Không dám ăn. Ừ, không dám ăn, nhịn. Nhờ có A Tùng á ăn phụ không thôi chứ với anh Dũng á. Chứ không thôi là làm mấy cái clip này á là lên cân là thì khủng khiếp lắm. Lên xì. Cái này ăn được, ngon. Ủa phải không? Ừ. Cái cọng mà. Nó ngon lắm, ăn luôn. Đủ ngon hả? Ừ. Phải không? Ngon cho nên chị mới lạc nhé. Mới lạc. Trời ơi. Không biết gì chứ không trời. Có người Nam mà vậy. Ừ. Cọng là không ăn. Ừ. Lật lá hả? Ôi thịt rồi bà con. Cá gì mà đó. Thịt quá trời thịt luôn. Hai chị em mình ăn cái đầu mới hết không Tùng ơi. Hả? Hai chị em mình ăn cái đầu này mới hết. Sắp sửa hết con nửa rồi đó. Nè, cái này nó là phân nửa rồi nè, thấy không? Trời ơi. Nhà nó ngủ hơn xưa nha. Coi chừng nó xương á. Ăn đô rồi. Ngon. Sắp họng mình nói rau xưa nha bạn. Không thấy đang ngửa đây à? Cũng như leo lọt xuống đây. Có gì đây chưa? Có. Buồn chúng đây chẳng mới gừng đã quá. Gừng ngon nè. Cái hồi lỡ nó dính có gừng bột. Nó thấy không hết phân nửa rồi chứ. Tại vì mình ăn cái trên này là thấy mất cái phân nửa rồi nè. Thì chỗ này là cái bụng mà. Ngon quá cả nhà. Đây là cái bụng. Bình thường á cá hấp mắm mèo kìa, nướng tàu. Nhưng mà em làm cái món này đó là em làm tàu phiên. Ngon. Cho lạ chứ. Việt Nam mình có tàu phiên ta? Đó. Ừ. Biết rồi. Thông xanh ha. Đúng không? Không tin được. Hôm nay chị làm thì chị biết rồi, chị rửa bằng nước muối thôi. Chứ chị không có rửa bằng chanh hay giấm gì nữa. Tại bữa thằng nói bữa giấm với chanh nó rã con cá, đúng không? Đúng rồi. Ừ. Cá giờ nó ngon. Cho nên chị rửa bằng nước muối. Coi nó không mời coi để rửa không. Ok, thôi video của mình thế này tạm ngưng đi. Rồi kính chúc bà con một ngày mới vui vẻ, bình an. Và nhớ cho Trang với Dũng với A Tùng một cái like, một cái subscribe, một cái chia sẻ để bấm người, sau đó bấm cái chuông. Để nhận thêm những cái video mới của Trang, Dũng với A Tùng. Cảm ơn cả nhà rất nhiều. Bye bye Tùng ơi. Cảm ơn cả nhà nhiều nha. Bye bye. Đại gia đình thân mến, Trang xin cảm ơn đại gia đình đã ủng hộ kênh YouTube của Dũng Trang USA. Một lần nữa, Trang xin tất cả
cho Trang một like, một share, and một đăng ký và sau đó bấm cái chuông để nhận thêm những video mới của Trang nha. Trang cảm ơn rất nhiều. Thank you everyone watching my video. Dung Trang vừa đây. Please give me a like, a share, and a subscribe. After that, put the ring bell and then to get the new video for me. Thank you very much. We love you all. Thank you.